Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề tăng lương tối thiểu vùng bao nhiêu là phù hợp. Theo số liệu mà chúng tôi mới cập nhật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu, đời sống của người lao động trong năm 2018, có đến 26,5% công nhân phải chi tiêu tần tiện và kham khổ, 12,5% có thu nhập không đủ sống phải làm thêm giờ. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức 8% cho mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019. Tuy nhiên, đại diện giới chủ sử dụng lao động VCCI đã đưa ra đề xuất không tiếp tục tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2019. Các doanh nghiệp cho rằng việc áp đặt mức tăng lương tối thiểu cho các doanh nghiệp đã không còn phù hợp mà cần để thị trường, để năng suất làm việc của người lao động quyết định mức lương của họ. Tất cả những vấn đề này sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bữa ăn trước khi bước vào ca làm việc của chị Liên, những bữa ăn như thế này có chi phí 30.000 đồng, riêng tiền ăn hàng tháng khoảng 2 triệu đồng, chiếm gần một nửa tiền lương của chị. Em đi làm chi tiêu cũng có giới hạn để tiết kiệm tiền gửi cho về gia đình. Nếu tính cả tăng ca 4 tiếng một ngày, tổng thu nhập của vợ chồng người công nhân này là 12 triệu đồng trên một tháng. Bao nhiêu khoản chi tiêu đều trông chờ vào khoản thu nhập này. Hầu như cuối tháng nào, vợ chồng anh không dư ra được một khoản tích lũy. Vợ chồng anh đang không biết sẽ xoay sở ra sao khi cuối năm nay gia đình đón thêm thành viên mới. Nó nhiều khoản chi phí lắm. Ví dụ như tiền nhà của mình thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi. Một tháng tiền điện nước rồi tiền ăn uống thì nó nhiều thứ phát sinh lắm. Đại khái là trong cái khoản lương của mình thì nó không, nói chung là chỉ vừa đủ thôi. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiền lương cơ bản trung bình của người lao động trong năm 2018 là 4,2 triệu đồng một tháng. So sánh thu nhập với chi tiêu của người lao động và gia đình, cho thấy vẫn còn 39% người lao động không đủ sống, phải tần tiện, kham khổ. Trong khi đó, nếu không có các khoản làm thêm giờ, thì tiền lương của người lao động rất thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn và không thể có tích lũy. Về lý thuyết, người lao động tăng ca để tăng thêm thu nhập là tiền để cho người lao động tích góp, tiết kiệm. Nhưng trên thực tế, người lao động buộc phải muốn đi làm thêm để có thêm thu nhập, bù đắp cho những chi tiêu của cuộc sống mà tiền lương còn thiếu. Đó là số lượng những người ở trong các doanh nghiệp mà chúng tôi khảo sát đấy, sau khi chi tiêu rồi mà họ vẫn còn dư giả, chúng tôi gọi là có tích lũy đấy, thì số này chỉ chiếm khoảng 16-17% thôi. Còn lại là chỉ vừa xấp xỉ chi tiêu, có nghĩa là chúng ta chi tiêu hết 5 triệu thì người ta chỉ thu nhập có khoảng 5 triệu thôi. Đấy, ví dụ thế. Và cái thứ ba nữa là một loại nữa, chiếm khoảng 17-18%, thì người ta thiếu trong chi tiêu. Có nghĩa là chi tiêu hết 5 triệu người ta chỉ có 3 triệu thôi. Đấy, cái con số. Mặc dù đã cải thiện rồi, cải thiện có nghĩa rằng là cái số thiếu chi tiêu thì ít đi, cái số dư giả tăng lên, nhưng mà về cơ bản người lao động Việt Nam vẫn đang trong cái tình trạng khó khăn. Từ tình hình chung, tiền lương thu nhập của người lao động được doanh nghiệp chi trả cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng. Các khoản chi trả theo lương như bảo hiểm, kinh phí công đoàn phát sinh không nhiều vì mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm còn thấp. Thực trạng đời sống người lao động còn gặp nhiều khó khăn. Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết, luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo nhiều cơ chế thuận lợi, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 8% để gửi tới Hội đồng Tiền lương Quốc gia làm cơ sở thương lượng trong các phiên họp. Một là cái chỉ số bù đắp chỉ số giá cả CPI đấy. Thứ hai là mức năng suất lao động mà người lao động đạt được thông qua cái mức tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ ba nữa là mức thiếu hụt của tiền lương so với nhu cầu sống tối thiểu. Ba cái cộng vào với nhau thì ra mức đề xuất tiền lương tối thiểu năm tới. Theo chuyên gia lao động, tiền lương ở Việt Nam được đánh giá là khá thấp. Tiền lương doanh nghiệp chi trả cho người lao động vẫn quanh quẩn mức lương tối thiểu. Điều này một mặt tạo ưu thế cạnh tranh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mặt khác gây ra bất ổn trong quan hệ lao động. Theo thống kê, hơn 80% các cuộc đình công là đòi tăng lương hoặc trả đúng lương. Mục tiêu của tăng lương là bảo vệ quyền lợi và cải thiện cuộc sống của người lao động. Tuy nhiên thì thời gian qua trên thực tế, tăng lương tối thiểu người lao động có thực sự được hưởng lợi? Sau đây là những ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là chị Lâm Thị Tú Hoa, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thu nhập của chị vào khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng.
Nếu trích nộp 10,5% tiền bảo hiểm xã hội, thì mức lương của chị còn lại không đầy 6,5 triệu đồng. Năm 2019, nếu áp dụng tăng lương tối thiểu vùng, thì mức lương của chị vẫn không tăng, bởi chị đang được nhận lương theo năng suất. Thì bắt đầu khoảng tháng 12/2016 thì là 2017 là công ty bắt đầu trả lương theo khoán sản phẩm, tức là làm bao nhiêu thì mình hưởng được bấy nhiêu. Trên thực tế, người lao động đã không mấy phấn khởi khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh trong những năm qua, bởi theo ghi nhận của chúng tôi tại các doanh nghiệp những ngày qua, việc tăng lương tối thiểu chưa là yếu tố cốt lõi thúc đẩy mức thu nhập của người lao động. Các doanh nghiệp cho biết, đối với người lao động, tăng lương tối thiểu không mang lại lợi ích thực chất cho người lao động. Theo thực tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp trả lương theo năng suất lao động. Đây là một cái quy định là không phù hợp với cơ chế thị trường. Là vì sức lao động là một trong yếu tố trong công tác sản xuất và mức lương là sẽ căn cứ vào cái hiệu quả và cái sức của người lao động. Thế vì vậy, việc quy định một cái mức lương đó để quản lý trong vấn đề cơ chế thị trường là không phù hợp. Hiện nay, sự tăng cao của mức lương này chỉ làm tăng cao mức đóng bảo hiểm xã hội mà cả doanh nghiệp và người lao động phải trích nộp hàng tháng. Cái việc tăng lương là sẽ gây cho cái doanh nghiệp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất ấy, là cái mức phí đóng góp về mặt bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp là phải tăng lên. Nhưng mà bản thân người lao động cũng phải đóng góp tăng. Và như vậy thì cái mức tăng lương này cũng chưa phải thực chất để bù đắp lại cho cái mức sống của người lao động. Thì cái việc tăng lương là đối với doanh nghiệp là như vậy, nhưng mà đối với người lao động thì cũng chưa phải là thực chất. Và điều này không mang lại sự phấn khởi cho người lao động mà lại khiến người lao động lo lắng về lương thực lãnh hàng tháng sẽ giảm khi mức bảo hiểm trích nộp tăng cao. Thực tế là người lao động á, mức lương tối thiểu tăng thì cái phần đóng bảo hiểm của công nhân nó sẽ tăng lên, nhưng mà cái mức lương thực tế thu nhập ở đây nó không được tăng, mà cái tăng cái đó là chỉ đóng bảo hiểm, nó gây cái sự nhiều khi gây sự lo lắng cho người công nhân vì cái mức lương đóng nó mức bảo hiểm nó đóng sẽ tăng lên đấy. Thêm vào đó, người lao động đã không thực sự được hưởng lợi và cuộc sống vẫn chật vật khi giá cả thị trường mấp mé tăng trước và sau khi tăng lương. Việc mà tăng lên tối thiểu của hiện công ty em thì nó không có tác động gì đến không có lên cái mức lương thực của mình lãnh hàng tháng, nhưng mà sự quan tâm của mọi người là giá cả thị trường nó biến động thì lại là gây cho họ nhiều lo lắng. Theo cái thuật ngữ về kinh tế lao động thì cái vấn đề tăng tiền lương nó không có quan trọng, mà vấn đề tăng tiền lương khi chúng ta tăng tiền lương về một số lượng tiền đó chỉ là tiền lương danh nghĩa, mà đời sống của người công nhân lao động muốn được đánh giá thì phải là tiền lương thực tế bằng tiền lương danh nghĩa trên chỉ số giá cả. Nếu chỉ số giá cả chúng ta thấp xuống mà tiền lương danh nghĩa tăng lên thì tiền lương thực tế tăng thì không có chuyện gì để nói. Nhưng mà cái thông thường thì chúng ta thường gặp phải là sau khi chúng ta tăng tiền lương hoặc trước khi tăng tiền lương thì cái mức giá cả nó lại tăng lên. Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng lương tối thiểu cao nhất trong khu vực, gần 14%. Tuy nhiên, cuộc sống người lao động dường như không có nhiều cải thiện. Số liệu của World Bank cho thấy lương tối thiểu của Việt Nam đang có tốc độ tăng nhanh nhất trong khu vực. Cụ thể, Việt Nam có mức tăng gần 14%, Trung Quốc tăng 10%, còn Indonesia chỉ tăng 7%. Tuy nhiên, lương tối thiểu hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Bởi theo các chuyên gia, chính sách này đã không mang lại hiệu quả thực chất, không làm cải thiện cuộc sống người lao động. Và theo các doanh nghiệp, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu không mang lại lợi ích cho người lao động, mà chỉ để bù đắp vào nguồn quỹ bảo hiểm xã hội. Mức lương tối thiểu thì nó chỉ có thể quy định cho các cái trường hợp sử dụng lương ngân sách của nhà nước. Và các doanh nghiệp nhìn thấy rõ là việc điều chỉnh lương tối thiểu mục đích chỉ để giải quyết về vấn đề nguồn thu cho bảo hiểm xã hội. Và những quy định về bảo hiểm xã hội của Việt Nam cũng rất nhiều bất cập. Nỗi lo của người lao động còn xuất phát từ nguyên nhân khi mức lương liên tục tăng, một lúc nào đó doanh nghiệp không còn gánh nổi mức phí này, dẫn đến khó khăn thu hẹp sản xuất, tiết giảm lao động, khi đó khả năng mất việc của người lao động sẽ gia tăng. Thưa quý vị, trước những phân tích trên có thể thấy tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 thì người lao động hoàn toàn không được hưởng lợi. Chính vì vậy mà trong phiên họp đầu tiên bàn về mức tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2019 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đại diện giới chủ sử dụng lao động VCCI đã đưa ra đề xuất không tiếp tục tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2019. Bởi lương tăng sẽ đẩy chi phí sản xuất lên cao, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Với 3.000 lao động,
Với mức lương trung bình từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi tháng, đại diện doanh nghiệp dệt may này cho biết, chi phí tiền lương và chi phí tiền bảo hiểm cho người lao động là hai trong nhiều khoản chi phí lớn của doanh nghiệp này hiện nay. Bản chất cái người lao động thì người ta sẽ không được tăng cái thu nhập, bởi vì hiện tại là đa phần các doanh nghiệp đã trả cái tiền lương là cao hơn cái tiền lương tối thiểu rất là nhiều. Và cái việc tăng lương, vấn đề tăng lương tối thiểu vùng ấy thì sẽ các doanh nghiệp sẽ phải, đặc biệt là các doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động thì sẽ phải chi một cái khoản rất lớn để trả cái tiền bảo hiểm xã hội. Và khi tăng lương tối thiểu vùng thì các cái mặt hàng thiết yếu, các cái chi phí khác cũng lần lượt sẽ tăng lên theo. Theo thống kê, hiện tiền lương và tiền bảo hiểm đang chiếm khoảng 72% giá thành của sản phẩm. Do đó, với đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2019 ở mức 8% của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới đây, khiến cho cộng đồng doanh nghiệp lo lắng, bởi lương tối thiểu tăng sẽ đẩy chi phí sản xuất lên cao, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp chúng tôi, nếu mà nhà nước năm 2019 mà tăng thêm 8%, thì cái điều đó là rất khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi thấy là cái vấn đề hiện nay nó làm cái sự phát triển của nhiều các doanh nghiệp nữa, thì rất là khó khăn, chứ không phải thuận lợi. Cho nên nhà nước nên có cái là làm sao có lên cái mức nào, thế để nó lên dần, chứ một lúc đột nhiên cái làm 8% thì nó rất là cao. Bởi vì đối với lương ấy, lương là đầu vào các doanh nghiệp, thế do vậy nó sẽ làm cho các doanh nghiệp sẽ suy yếu đi. Một phần nữa là sức cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ bị thiên giảm, bởi vì chắc chắn là giá thành sẽ cấu thành vào lương, và khi đấy thì các giá thành đầu ra của các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh tăng, thế do vậy một sức khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ bị hạn chế. Trong khi đó, khảo sát đánh giá của VCCI cho thấy hiệu quả sử dụng lao động trong giai đoạn 2007 đến 2016 đã không những được cải thiện mà còn giảm đi từ 17,3 lần năm 2017 xuống còn 14,3 lần năm 2016. Trong khi lương tối thiểu vùng tăng bình quân giai đoạn 2008 đến 2018 đối với các doanh nghiệp trong nước là 20,4%, đối với các doanh nghiệp FDI là 14,4%. Như vậy, hiệu suất sử dụng lao động ở các loại hình doanh nghiệp theo quy mô đều có xu hướng giảm đi, cho thấy bài toán giữa chi phí lao động và năng suất lao động ở Việt Nam đang ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp vì việc nâng cao năng suất lao động chưa đuổi kịp việc tăng chi phí lao động. Mặc dù là hầu như là những người lao động, đa số người lao động đều được trả cao hơn lương tối thiểu, cho nên là về mặt lý thuyết, chúng ta có thể cảm giác là tăng cái lương tối thiểu ít hay nhiều thì nó không ảnh hưởng đến cái lương thật, cái lương thực nhận. Nhưng thực tế thì chúng tôi phát hiện ra không phải như vậy, bởi vì cái tâm lý của người ta khi thấy mà tăng lương tối thiểu lên thì họ cũng có tạo một cái sức ép là phải nhận được cái lương của mình là cao hơn theo tỷ lệ như vậy, và điều này làm gây ra rất khó khăn cho cái người chủ sử dụng lao động. Và cùng một cái việc nữa của vấn đề của tiền lương là vấn đề các cái khoản bảo hiểm cho lao động cũng tăng lên rất là nhiều, mà trong khi đó với cái sử dụng cái bảo hiểm này, cái lợi ích đến từ bảo hiểm này thì nó chưa rõ ràng. Trước những quan ngại này, tại phiên họp đầu tiên về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2017, đại diện giới chủ sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã đề xuất không nên tăng lương tối thiểu vùng nhằm bồi dưỡng sức doanh nghiệp, dồn sức để đào tạo và nâng cao tay nghề của người lao động trong doanh nghiệp. Hôm nay chúng ta chưa nên điều chỉnh mức lương tối thiểu, bởi vì trong các năm qua chúng ta năm nào chúng ta cũng điều chỉnh, và để cho cái gọi là chúng tôi gọi là nâng đỡ sức doanh, để làm cho doanh nghiệp chúng ta dành cái khoản kinh phí đó cơ cấu lại, đào tạo lại, tạo điều kiện cho người lao động có nâng cao được tay nghề để có thể tăng năng suất lao động và đáp ứng được cái yêu cầu cho cái việc tăng năng suất lao động và doanh nghiệp phát triển. Theo tôi thì trong thời điểm này chúng ta chưa nên tăng, vì vẫn còn rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, và tôi mong rằng là cái thời gian mà tăng cái mức lương này sẽ được giãn ra thêm khoảng 5 năm nữa. Theo khảo sát thị trường lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có khoảng 10 triệu lao động trong khu vực có quan hệ lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội và chịu tác động trực tiếp của lương tối thiểu vùng. Do đó, các chuyên gia cho rằng bất cứ thay đổi nào của tiền lương tối thiểu vùng cũng sẽ tác động tới lực lượng lao động này, và đặc biệt là hơn 560.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế. Thưa quý vị, có thể thấy thời gian qua tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã thực hiện cơ chế tính lương cho người lao động qua việc khoán theo năng suất, và hiện tại thu nhập trung bình đã gấp 2 đến 3 lần mức lương tối thiểu vùng. Chính vì thế mà các doanh nghiệp cho rằng việc áp đặt mức tăng lương tối thiểu cho các doanh nghiệp là không còn phù hợp, mà cần phải để thị trường, để năng suất làm việc của người lao động quyết định mức lương của họ. Trên thực tế, để thúc đẩy cho quá trình lao động đạt được hiệu quả cao,
các doanh nghiệp đã có nhiều chế độ về lương, thưởng phù hợp để thúc đẩy họ. Theo đó, lương thực nhận của người lao động là lương theo sản phẩm hoặc theo hiệu quả kinh doanh. Còn mức lương tối thiểu hiện nay được nhiều doanh nghiệp vận dụng như là mức lương ghi trên hợp đồng lao động, phục vụ cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bắt buộc như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Là như là mọi người được trả theo năng lực đó, như là làm nhiều được hưởng nhiều. Thì những ai mà có tay nghề tốt, làm nhiều hơn thì được hưởng nhiều hơn. Như vậy thì mình cũng giúp được cho công ty tiết kiệm được một số chi phí. Như được có người lao động, những người lao động người ta có những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổ hết chất xám để làm cho thì doanh nghiệp đấy mà sản phẩm thì cái này không phải cần nhận được lo, doanh nghiệp người ta lo cho, người ta có thưởng, có phạt, có cả cái chế tài nội bộ, người ta khuyến khích những người có tài, những người làm đó của cải, bây giờ gần như ăn chia rồi, cho nên đừng có làm gánh nặng về bảo hiểm, đừng có làm gánh nặng cho một cái gọi là cái lương thưởng bình quân xã hội mà năng suất lao động thì thấp nhất ở khu vực thì hưởng thụ cũng thấp nhất thôi. Với thực tế này, có ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần phải mạnh dạn bỏ lương tối thiểu, thay vào đó là nghiên cứu cơ chế lương thỏa thuận, khuyến khích người lao động có kỹ năng thì được tăng lương. Để làm sao cho doanh nghiệp họ thấy trở nên cạnh tranh hơn, thì họ sẽ tự nguyện tăng lương cho người lao động. Không nên tăng lương theo chu kỳ như vậy, mà phải tăng cái mức sống. Mức sống ở đây là mức sống của tức là người lao động, thì có cả xã hội, bằng nhiều cách, hiểu chứ? Tiền thưởng chẳng hạn, nó không nằm trong tiền lương nhưng nó là tiền thưởng. Tháng nay anh nhận 3 triệu tiền lương, theo định mức tôi nhận có khi 2 triệu tiền thưởng là 5 triệu, hoặc là nhận 7 triệu tiền lương, 4 triệu tiền thưởng nói 11 triệu. Thì như vậy là cái tiền thưởng ấy là cái tiền như vậy là làm tăng lên người ta được hưởng, được quyền hưởng, mà nâng cao cuộc sống. Đấy, nó mang người ta là có động lực. Cũng trong thị trường thì chúng ta đang có một cái thị trường lao động. Và tiền lương là cái giá cả của sức lao động. Và tiền lương phải được căn cứ vào cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Và chính vì vậy cho nên cái việc mà doanh nghiệp tự quyết định chính sách tiền lương trên cơ sở những quy định pháp luật cần thiết ấy, thì sẽ là một cái hướng đi quan trọng và mọi nền kinh tế thị trường đều như vậy. Thì và tôi nghĩ là cái điều đó là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Trước yêu cầu đặt ra, Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ, mục tiêu thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 đảm bảo mức sống tối thiểu, giảm dần và tiến tới bãi bỏ sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tự quyết định thang, bảng lương và định mức lao động. Với cái việc mà giao chủ động vấn đề về quyết cho các chủ doanh nghiệp, tôi nghĩ đây một cái lộ trình tương đối là sáng suốt, bởi vì chúng ta hiện nay là kinh tế thị trường rồi. Các cái người lao động khi mà họ muốn tuyển dụng ở bất kể cơ quan nào, họ cũng muốn cái mức lương của họ là mức lương đàm phán, có nghĩa là họ làm theo đúng cái năng lực của họ đóng góp. Chứ nếu chúng ta cứ áp dụng theo cái mức lương tối thiểu thì đôi khi mà năng lực của họ rất là giỏi, đôi khi vào cái môi trường mà cứ áp dụng cái mức lương tối thiểu thì cái mà mức của họ đáp ứng lại thì không đáp ứng như cái yêu cầu của họ. Chúng tôi cho rằng là bản chất của vấn đề ở đây không phải là vấn đề chúng ta mong muốn là lương được điều chỉnh cao hay thấp để cho có quyền lợi tốt cho người lao động hay không, mà bản chất của vấn đề là liên quan đến vấn đề năng suất của nền kinh tế Việt Nam. Năng suất ở đây chúng ta nói cụ thể là năng suất lao động, và năng suất lao động thì phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố của nền kinh tế, và chúng ta cần phải có những cái sự cải cách để tăng được năng suất cho người lao động của Việt Nam, thì như vậy thì họ sẽ nhận được cái phần lớn hơn trong quá trình sản xuất, và như vậy thì đời sống sẽ được cải thiện tốt hơn. Với tinh thần này, các chuyên gia cho rằng thời gian tới cần thúc đẩy cơ chế thương lượng tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động. Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Có như vậy thì nỗi lo về tiền lương của các doanh nghiệp cũng như người lao động sẽ vơi bớt đi phần nào. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.